Ngày 22 tháng 8, Lê Thị Kim Dung, ngụ quận 4, bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi theo điều 366 BLHS. Trước đó, tài khoản Facebook Kim Duong đăng nội dung cung cấp dịch vụ dẫn người đi tiêm vaccine Covid-19. Rất nhiều bình luận cho biết sẵn sàng bỏ tiền để được chích người. Xác định Lê Thị Kim Dung là chủ tài khoản này, nhiều trinh sát đã theo dõi, bắt quả tang nghi can dẫn hai người đến tiêm tại trường mầm non ở quận 11. Làm việc với cảnh sát, Dung khai có mối quan hệ cá nhân, có thể đăng ký cho người không thuộc diện đối tượng tiêm chủng ở quận 11. Thời gian qua cô đã đưa 21 người đến tiêm thành công, mỗi trường hợp phải chuyển khoảng 24 triệu đồng. Tổng cộng Dung thu lợi hơn 60 triệu đồng. Quận 11 là địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Chủ trương và chính sách tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả người dân đang được chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh triển khai theo cơ quan chức năng thời gian qua đã có một số cá nhân lợi dụng việc nhiều người có nhu cầu được tiêm sớm lựa chọn thuốc để thực hiện hành vi trục lợi như bị can dung vụ án đang được mở rộng điều tra